Sau thời gian chống chọi với Covid-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 phút sáng nay, bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với Tuổi Trẻ Online. Phi Nhung nhập viện tại bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26 tháng 8 và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị tại đây. Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, vào tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích, khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8. Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm Covid-19 hàng tuần nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây.